tại sao không thể sát sanh tại sao không được tạo ác duyên hà dĩ cố nhị sợ sát hại ngại chí bái tế vô tim hào chi lực lợi ích vong nhân đảm kết tội duyên tuyển tang thâm trọng chúng ta dứt khoát không thể xem thường đoạn khai tị này phải ghi nhớ kỹ càng bởi vì những chuyện như vậy chúng ta thường sẽ gặp phải nhất định phải dạng rõ ràng nói tường tận giúp họ giác ngộ cúng tế quỷ thần đích thực không chút mảy may giúp đỡ gì cho người mất tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho rằng người mất tạo tội nghiệp chúng ta cúng quỷ thần quỷ thần sẽ tha thứ cho họ quỷ thần sẽ miễn tội cho họ không có đạo lý này trong thế gian có lẽ có một số người ăn hối lộ làm điều phạm pháp chứ trong cõi quỷ thần không có sách xưa của trung quốc có câu thông minh chính trực mới làm thần những việc cấu kết nịnh nọ quỷ thần hy vọng quỷ thần có thể tha thứ xá tội đây là một tâm lý sai lầm là một hành vi phạm tội làm sao có thể được giúp đỡ cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi người rõ ràng đạo lý này thì trong các hôn lễ đảm ma chúc mừng trong thế gian trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh sát sanh chính là như hai câu sau đây chỉ kết tội duyên tăng thêm sâu nặng trong kinh này nói rất nhiều nói rất tường tận mừng sinh nhật lập lệ chúc thọ bạn hy vọng trường thọ nhưng lại sát hại những chúng sanh này bạn có thể được trường thọ hay sao con người có cái khổ già có khổ bệnh lúc lâm chung chúng ta nhìn thấy hiện tượng đau khổ đó đều không đành lòng tại sao người ta có những hiện tượng đó vì họ không hiểu đạo lý cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh cho dù là người giàu có quyền lực trong thế gian cũng không thể tránh khỏi lúc người giàu chết đi tạo ra đủ loại nghiệp chứ chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy người giàu có quý tộc ở thế gian khi chết đi thường phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng mất trí nhớ của người già. Đến sau cùng, thì bất tỉnh nhân sự, người thân quyến thuộc đều không nhận ra. Mê hoặc điên đảo trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên là tam ác đạo. Dù cho cả đời, có phát đạt, có quy hoàng đến đâu, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo. Bạn nói xem, họ có thành tựu gì hay không? không bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm phật tiền đồ của họ là đến thế giới tây phương cực lạc làm phật làm sao có thể sánh với họ được cho dù bạn có được tài sản ngàn tỷ ở thế gian cũng không sánh bằng người nghèo cùng niệm phật giảng sanh không sánh bằng chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi tự tại giảng sanh không có bệnh khổ đứng mà giảng sanh ngồi mà giảng sanh đó mới gọi là phước báo chân thật. Đó mới gọi là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Lúc lâm chung, sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Một khi lâm chung mà mê hoặc điên đảo, thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Nếu trợ niệm thì nhất định người này, cái đi thần trí phải sáng suốt mãi cho đến lúc tác thở cũng phải tỉnh táo đều không mê man được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều nếu họ có thể nhất tâm niệm phật thì chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ cho nên chúng ta tự mình phải nghĩ xem tương lai lúc mình lâm chung có bị mê hoặc điên đạo hay không muốn mình lâm chung không bị mê man rối loạn thì nhất định phải tu phước người trung quốc nói đến ngũ phước có một phước sau cùng theo cách nói hiện nay chính là chết lành đó thực sự là có phước chết lành chắc chắn sẽ sanh lành nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành đây là đạo lý nhất định nếu như lúc chết bị mê man rối loạn thì cõi lành sẽ không có phần